giác luôn, ai chơi lại anh. Ôi lên lộ rồi, khéo đấy. Hello hello các bạn, đây là con MF này, nó chắc lên được khoảng 20 bao nè các bạn. Chắc đại nó chạy xong đám này chắc hết luôn á, tại đám này nhỏ xíu à, đám này hơn công à. Hay nè, ở đây có nhiều đám lắm, có một phình lúa chỗ này chừng 2 mẫu trên 2 mẫu chút xíu mà 7-8 chủ, nên nó là máy phóng nó chạy qua bờ rồi liên tục. Bữa nay trời cũng hơi mát đó các bạn, nên nó là quay cảnh nó cũng dễ đẹp hơn. Để nó gió quá nhiều khi cái hù á, nó hù các bạn hay khó nghe. Đây là hai chiếc máy phóng DC 70, khu vực nó nằm ở khu vực Long Thành Bắc nha. Còn ở đây hiện tại ở đây là vừa qua cầu Nổi Thanh Điền thì các bạn nhìn bên trái là thấy à, đây các bạn đó, đó là cái đoạn đó, bên phải là về cầu Nổi Thanh Điền, bên trái là về đường xanh đèn đỏ, về phía mình xứ rồi. Ở đây thì một này đi mò bánh nhỏ này, bánh nó có 16 à. Đây là F165 nha các bạn. Bánh cái nó là 18-430. Bánh trước đó là 8-25-16. Xe này mình mua lâu chưa anh? Chục mười mấy năm rồi chưa? Chưa hả? Thì nó có 58.3 HP các bạn, 4 máy. Đây là đó, chỗ này để học bình ở đây nè. Ủa anh ở đó cái bình để trong đó, bình giờ ở đây đúng không? Bình để trong, giờ anh nó chế đồ dày ra ngoài. Xíu nữa là xong rồi, không có xíu nữa xong cái đám này còn mấy bao nữa. Thôi bây giờ nhích tới. Ra chơi lại. Anh giỏi quá, giỏi luôn. Xe nhà nè mà giác luôn, ai chơi lại anh?
Chơi nhà hàng vô cắt luôn hả? Rồi, sắp xong rồi. Dạ anh em trả đám này luôn hả? Mấy bạn hết rồi. Dạ. Bây giờ là anh ra luôn các bạn ơi. Các bạn là hơi cao rồi. Anh chủ anh chia sẻ thì cái chiếc này đó các bạn, ảnh mua cách đây 10 năm về trước rồi. Cái thời điểm đó là anh mua khoảng 150 triệu á, 10 năm về trước á. Hàng này thì nói chung đi cài đi kéo làm bất cứ cái gì cũng ok. Mình có gắn mấy cái đèn ở phía sau nè, bên kia cây đó gió độ nè, gắn gió ở trên người xuống rồi. Gió mát trên tóc. Nói chung mấy cái dòng này chạy nó không rỉ nhớt nhiều là ok các bạn. Cái dơ này mà mình chỉ rửa ra là nó đẹp thôi. Bây giờ đại cái con Isaki 3.500 đi chung luôn. Bây giờ nó còn mấy bao nữa là đi lượt luôn. Bây giờ bắt đầu ra nha các bạn.
ngồi trên cái bàn xe cao nha. Bạn thông cảm nha, đường xa mệt quá chạy theo không kịp. Đợi bên trên bên dưới lộ rồi, thẻ ra.